Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Trong tiết học trước, chúng ta đã học các loại góc với đường tròn. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em áp dụng các kiến thức trong bài học đó vào việc giải bài tập. Chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Việc đầu tiên, chúng ta ôn lại các loại góc với đường tròn. Thì chúng ta đã học có 5 loại góc với đường tròn. Thứ nhất là góc ở tâm. Thứ hai là góc nội tiếp. Thứ ba là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Thứ tư là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Thứ năm là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn mà thầy đã tóm tắt trên màn hình. Rồi, thì đi kèm với 5 loại góc này, chúng ta sẽ có các định lý và các hệ quả của từng loại góc. Thì hôm nay chúng ta sẽ áp dụng các định lý và các hệ quả này vào việc giải 4 bài tập cơ bản sau đây. Bài thứ nhất. Đây, bài thứ nhất có nội dung là bài 34 trang 80 sách giáo khoa. Cho đường tròn tâm O và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M, kẻ tiếp tuyến MT và các tuyến MAB. Chứng minh MT bình bằng MA nhân MB. Rồi, bây giờ thầy và các em cùng giải bài này. Đây, việc đầu tiên chúng ta sẽ giải hình. Đây, chúng ta kiểm tra coi hình vẽ chúng ta có khớp với giả thiết có đề bài hay không. Tiếp tuyến MT. Đây, MT là tiếp tuyến. Vậy MT phải vuông góc với bán kính OT tại T và T thuộc đường tròn tâm O. Rồi, đúng. Các tuyến MAB. Các tuyến MAB. Các tuyến là đường thẳng có hai điểm chung với đường tròn. Hay nói cách đơn giản là đường thẳng cắt đường tròn. Đây, thì là hình vẽ đã đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích để giải bài này. Đây, bây giờ để chứng minh MA nhân MB bằng MT bình, thì đây là một bài tập cơ bản mà chúng ta đã thường làm ở lớp 8 trong chương 3 hình học. Được chưa? Là chúng ta đưa về chứng minh hai cái tích bằng nhau. Đó là tích MA nhân MB bằng MT nhân MT. Rồi bây giờ có những cách nào để chứng minh hai cái tích bằng nhau? Thì cách đơn giản thứ nhất là dựa vào số đo của các đoạn MA, MB, MT chúng ta lắp vô, chúng ta chứng minh. Thì ở đây chúng ta thấy hoàn toàn không có số liệu về ba đoạn thẳng này. Rồi cách thứ hai là chúng ta có thể dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông. Hệ thức lượng trong tam giác vuông thì quan sát cho hình vẽ chúng ta không thấy có thể áp dụng được hệ thức lượng trong tam giác vuông nào hết. Vậy cách thứ ba là chúng ta quay về lớp 8. Đơn giản là đưa về hai cái tỷ số bằng nhau. Thì ở đây thầy chọn là tỷ số MA trên MT và MT bằng với MT trên MB. Vậy thì có thích hợp hay không? Muốn biết thích hợp hay không, chúng ta tiến hành nhân chéo MA và MB, đúng là MA nhân MB. Và nhân chéo MT với MT, đúng là MT nhân MT. Vậy là ở đây chúng ta đã đưa chứng minh hai cái tích bằng nhau bằng cách là chúng ta phải chứng minh cho ra được hai cái tỷ số MA trên MT và MT trên MB bằng nhau. Rồi bây giờ nói về hai tỷ số bằng nhau thì có những cách nào chứng minh? Thứ nhất là số liệu thay vô, không có, bỏ qua. Cái thứ hai là dựa vào định lý Thales hay hệ quả định lý Thales. Mà nếu như vậy thì phải có một đường thẳng song song với một cạnh tam giác và các hai cạnh còn lại. Cho hình vẽ chúng ta không có. Rồi, bỏ qua luôn. Vậy, còn cách nữa là gì mà chúng ta thường áp dụng ở lớp 8 nhiều nhất? Đó là tam giác đồng dạng. Thì giờ bây giờ dựa vào hai tỷ số này, chúng ta sẽ biến hai tỷ số này là các cạnh tương ứng tỷ lệ của hai tam giác đồng dạng. Bây giờ chúng ta tìm thôi ha. Thì ở dưới lớp 8 thầy cô đã chỉ rồi. Chúng ta ghép hai cái cạnh nằm ngang này. Coi đó là tam giác không? Rồi, là ghép MA với MT là MAT. MT với MB là MTB. Rồi, chúng ta coi. Có phải gì không? Rồi, một cặp. Đó là ghép ngang. Bây giờ chúng ta ghép dọc. Ghép dọc MA với MT vẫn là MAT. Ghép dọc MT, MB vẫn là MTB. Vậy là mình biết chắc bài này là hai cái tam giác này rồi. Nhưng mà chơi hình vẽ mình có chưa? Chơi hình vẽ của mình hoàn toàn chưa có. Rồi, chơi hình vẽ mình hoàn toàn chưa có. Thì bây giờ bằng cách nào?
đơn giản, nối T với A và T với B. Vậy bây giờ mình sẽ đi chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Thì ở đây chúng ta thấy cái cạnh nằm đây. Vậy là không thể nào mà cạnh 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 rồi. Thì chỉ còn là cạnh góc cạnh hay là góc góc mà thôi. Thì trong hai trường hợp đó thì chúng ta nên đi chọn gì trước? Cạnh trước hay góc trước? Chuyện đơn giản là chúng ta nên tìm ra cái cặp góc bằng nhau trước. Giờ quan sát cho hình vẽ, hai tam giác này có cặp góc nào bằng nhau không? Thì sau vài giây quan sát chúng ta thấy hai tam giác này có chung góc M. Đúng không nè? Hai tam giác này có chung góc M. Vậy bây giờ, sau khi có chung góc M rồi thì nó rơi vào trường hợp nào? Cạnh góc cạnh hay là góc góc? Bây giờ chúng ta xét cạnh góc cạnh trước đi. Thì bây giờ góc M trong tam giác MAT thì phải là hai cạnh đó là MA và MT. Đời góc M trong tam giác MTB thì hai cạnh có là MT và MB. Thì đòi hỏi phải có MA và MT tỷ lệ với MT và MB thì nằm đây. Do đó chúng ta không thể nào chọn trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy chúng ta chuyển qua trường hợp góc góc. Vậy bây giờ cái cặp góc thứ hai bằng nhau đó nó đang trốn ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta tìm cho nó ra. Thì giờ chúng ta sẽ khai thác giả thiết. Trên giả thiết có là tiếp tuyến MT. Trên hình vẽ mình có tiếp tuyến MT. Mà có tiếp tuyến thì quay về bài các loại góc với đường tròn thì sẽ có góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Thì ở đây mình có trong tam giác MAT mình có TM là tia tiếp tuyến nè. Rồi, vậy góc tạo bởi và tia tiếp tuyến trong tam giác MAT có không? Rồi, chúng ta quan sát cho hình vẽ. Đó là góc MTA. Và góc này nó chắn cung TA. Trong bài các loại góc với đường tròn, mình có hồng có hệ quả. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Vậy bây giờ mình tìm coi trong đường tròn tam ô có góc nội tiếp nào chắn cung TA hay không? Rồi, cùng tìm ha. Rồi, quan sát cho hình vẽ. Chúng ta thấy đó là góc TBA. TBA chính xác là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và... TBA là góc nội tiếp. Thầy xin lỗi. TBA là góc nội tiếp chắn cung TA. Vậy theo hệ quả, chúng ta sẽ có hai góc này bằng nhau. Đúng chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã tìm được cặp góc thứ hai kết hợp với góc M chung. Vậy chúng ta có được tam giác MAT và tam giác MTB đồng dạng với nhau, dẫn đến các cạnh tương ứng tỷ lệ. Và từ đó chúng ta nhân chéo là kết quả này. Và làm gọn lại là điều chúng ta phải chứng minh. Vậy bây giờ chúng ta tiến hành ghi bài giải. Xét tam giác MTA và tam giác MTB ta có đây, hai góc MTA và TBA bằng nhau cùng chắn cung AT kết hợp góc M chung. Vậy suy ra tam giác MAT đồng dạng tam giác MTB trường hợp góc góc. Rồi dẫn đến các cạnh tương ứng sẽ tỷ lệ với nhau là MA trên MT sẽ bằng MT trên MB. Và từ đó nhân chéo chúng ta ra kết quả của bài số 1. Vậy là ở bài số 1 này chúng ta đã áp dụng kiến thức góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Chúng ta tiếp tục bài số 2. Bài số 2 là nội dung của bài 33 trang 80 sách giáo khoa. Cho ABC là 3 điểm trên một đường tròn. AT là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Đường thẳng song song với AT cắt AB tại M và cắt AC tại N. Chứng minh AB nhân AM bằng AC nhân AN. Rồi, chúng ta tiến hành giải. Rồi, bây giờ giải hình chưa? Rồi, kiểm tra giữa hình vẽ và đề bài có khớp với nhau hay không? Rồi, 3 điểm ABC. ABC trên đường tròn. AT là tiếp tuyến tại A. Rồi, chính xác. Đường thẳng song song với AT, cắt AB tại M và cắt AC tại N. Rồi, khớp với những gì đề bài cho. Bây giờ chúng ta tiến hành phân tích để tìm lời giải. Rồi, quay lại bài toán quen thuộc. Chứng minh hai tích bằng nhau. Được chưa? Rồi,
quá quen. À, để chứng minh hai trích này bằng nhau thì chúng ta sẽ đưa về chứng minh hai tỉ số bằng nhau. Đó là tỉ số AB trên AN bằng AC trên AM. Và một lần nữa kiểm tra coi hai tỉ số này có thích hợp hay không bằng cách chúng ta nhân chéo AB nhân AM. Rồi, đúng bên bên trái. AC nhân AN đúng bên bên phải. Rồi, thì đây là hai tỉ số chúng ta sẽ chọn để chứng minh. Rồi, suy đi ngẫm lại định lý Thales, hệ quả của định lý Thales, tính chất đường phân giác tam giác đồng dạng, thì chúng ta thích thấy bài này chỉ thích hợp là tam giác đồng dạng. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm cho ra hai cái tam giác đồng dạng, đó là hai tam giác nào. À, đường dạng giống như nãy, chúng ta sẽ đọc ngang chữ AB với AC là ABC, AN với AM là ANM. Vậy là chúng ta có hai tam giác ABC và ANM. Rồi, đó là ngang. Bây giờ chúng ta coi dọc thì sao? AB ghép với AN là tam giác ABAN, AC ghép với AM là tam giác ACM. Vậy chúng ta có tam giác thứ hai. Đây, tam giác, cặp tam giác màu đỏ trên hình vẽ có sẵn. Cặp tam giác màu xanh trên hình vẽ chưa có. À, vậy muốn có là chúng ta phải nói B với N đại và C với M lại. Rồi, bây giờ khó khăn đây. Hồi nãy trong bài 1 chỉ một cặp tam giác thôi, đọc ngang, đọc dọc thì cũng một cặp tam giác. Còn bây giờ qua bài 2, đọc ngang là một cặp, đọc dọc lại là cặp khác. Bây giờ chọn cặp nào? Giờ cặp màu đỏ thì có sẵn, cặp màu xanh thì phải nói các điểm B với anh, C với em. Thôi thì bây giờ chúng ta chọn những gì có sẵn coi, có được hay không. Rồi, bây giờ nếu chúng ta chọn cặp tam giác này, xác định ngay là phải tìm cho ra một cặp góc bằng nhau trước. Rồi, bây giờ tìm coi. À, thì sau vài giây chúng ta phát hiện hai tam giác này có chung góc A. Đúng nè. Rồi, quả chính xác hiện cho anh vẽ rồi. Rồi, góc A chung. Vậy bây giờ, cạnh góc cạnh hay góc góc? Có thích nhanh liền. Bỏ ngay cạnh góc cạnh liền. Tại vì cạnh đang nằm ở trên phần màn hình màu vàng trường chứng minh. Do đó không thể nào mà chọn cạnh góc cạnh được. Bây giờ phải chọn góc góc. Thì bây giờ góc góc, thì cái cặp góc đó bây giờ đang ở đâu? À, bây giờ chúng ta phải phân tích giả thuyết đề bài cho để chúng ta tìm. Thì quan sát trên giả thuyết chúng ta có giả thuyết AT là tiếp tuyến của đường tròn tại A. AT là tiếp tuyến của đường tròn tại A. À, mà có tiếp tuyến là có góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng. Vậy cho hình vẽ chúng ta có không? Tìm nào, cùng tìm và tìm được. Đó là góc CAT. Góc CAT là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AT và dây cùng AC. Chắn cùng AC màu xanh đậm như trên hình vẽ. Rồi, vậy bây giờ áp dụng hệ quả thì mình tìm coi có góc nào tiếp nào chắn cùng AC không? Trong đường tròn tâm O. À, sau vài giây suy tìm, thấy ngay được rồi, đó là góc ABC. Góc ABC là góc nội tiếp chắn cùng AC. Vậy theo hệ quả đã học, chúng ta sẽ có hai góc này bằng nhau. Nhưng một vấn đề lại phát sinh ra là góc ABC thì của tam giác ABC. Nhưng mà góc CAT không phải là góc của tam giác ANM. Vậy chứng tỏ mình phải tìm cách coi trong tam giác ANM có cái góc nào nó bằng với góc CAT. À, thì bây giờ mình coi trên đề bài này còn cái nào giúp mình không? À, mình còn giả thiết đường thẳng song song với AT cắt AB tại M và AC tại N. Rồi, chúng ta coi. À, có song song. Mà theo kiến thức của lớp 7 có song song. Mà nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các góc so le trong bằng nhau, các góc đồng vị bằng nhau. Vậy ở đây áp dụng cái nào? À, vậy là sau khi quan sát chúng ta thấy là góc CAT bằng với góc ANM, AT song song với MN và hai góc này ở vị trí so le trong. Ồ, quá hay, vậy là hai góc này bằng nhau. Vậy từ đó kết hợp hai kết quả này, chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Chúng ta sẽ suy được là góc ABC bằng góc ANM. Vậy từ đó chúng ta đã đủ cặp góc góc rồi, đúng không?
Gọc, gọc, vậy kết luận hai tam giác này đồng dạng, từ đó dẫn đến các cạnh tương ứng tỷ lệ nhân chéo đạt kết quả. À, vậy là chúng ta đã phân tích được lời giải của bài toán này. Bây giờ chúng ta tiến hành giải. Rồi, thứ nhất, chúng ta có cặp góc ABC và CAT bằng nhau vì cùng trắng cùng AC, như đã giải thích. Rồi, kế tiếp, góc CAT bằng góc ANM là do AT song song với MN và hai góc này ở vị trí soi lại trong. Vậy kết hợp lại, chúng ta có góc ABC bằng góc ANM là góc cặp góc chúng ta đang cần tìm. Rồi, vậy từ đó chúng ta xét tam giác ABC và tam giác ANM có. Có gì? Thứ nhất, góc A chung. Thứ hai, góc ABC bằng góc ANM chứng minh trên. Vậy kết luận hai tam giác này đồng dạng. Rồi, nếu mà hai tam giác này đồng dạng, coi đỉnh tương ứng chưa nha. Đỉnh mà sai là cạnh tương ứng sai đó. Góc A chung, A thứ nhất. Góc B bằng góc N, B thứ hai, N thứ hai. Rồi, tương ứng rồi. Vậy từ đó dẫn đến các cạnh tương ứng tỷ lệ. AB đây 1,2 trên AN 1,2. Rồi, AC 1,3 trên AM 1,3. Rồi, chính xác. Vậy từ đó chúng ta nhân chéo ra kết quả. Vậy là ở bài thứ hai này, chúng ta lại một lần nữa áp dụng kiến thức góc tọa vỡ tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng trắng một cung thì bằng nhau. Thêm vào đó là kiến thức của lớp 7. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc soi lại trong sẽ bằng nhau để giải quyết được bài số 2. Rồi, đó là nội dung bài số 2. Bây giờ chúng ta qua bài số 3. Bài số 3 là nội dung của bài 40 trang 83 sách giáo khoa. Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến SA và các tuyến SBC của đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D, chứng minh SA bằng SD. Đây, chúng ta vẽ hình và kiểm tra những gì trên hình vẽ có đúng với giả thiết trên đề bài cho hay không. Rồi, 10 giây kiểm tra. Rồi, sau 10 giây kiểm tra, chúng ta thấy nó hợp với đề bài. Bây giờ chúng ta phân tích để tìm lời giải. Đây, bây giờ để chứng minh SA trên SD, chúng ta quan sát trên hình vẽ của mình. SA và SD, à, là hai cạnh của tam giác SAD. Vậy để chứng minh SA bằng SD, chúng ta sẽ đưa về chứng minh tam giác SAD cần tại S. Đúng rồi. Được chưa? Thì chứng minh tam giác cân chúng ta đã học lớp 7 có 3 cách. Cách thứ nhất, hai cạnh bằng nhau. Cách thứ hai, hai góc bằng nhau. Cách thứ ba, hai đường trùng nhau. À, nghe cái hai đường trùng nhau lạ quá. À, hai đường trùng nhau là sao? Thì như chúng ta đã biết, trong tam giác nó có các đường trung tuyến, phân giác, đường cao, trung trực. Thì nếu hai trong bốn đường nó trùng nhau thì tam giác nó sẽ là tam giác cân. Do đó mình có cách thứ ba là hai đường trùng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta tìm coi cách nào hai cạnh bằng nhau, không thể được ở bài này. Kế tiếp, hai đường trùng nhau, à, mình chả thấy có hai đường nào trùng nhau trên hình vẽ hết. Rồi, lại luôn. Vậy chỉ còn cách duy nhất là gì? Hai góc bằng nhau. Dựa nếu cân tại S thì phải hai góc là bằng nhau. Có phải là góc SAD và góc SDA hay không? À, chính xác. Đó là hai góc này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh hai góc này bằng nhau. Rồi, bây giờ vận dụng kiến thức các loại góc với đường tròn, chúng ta sẽ cố gắng chứng minh hai góc này bằng nhau. Bây giờ đầu tiên chúng ta quan sát góc SAD. Rồi, góc SAD trên hình vẽ của mình là góc gì? À, chúng ta quan sát, chúng ta thấy SAD có AS là tia tiếp tuyến. À, vậy là nó sẽ liên quan tới góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Vậy SAD có AS là tia tiếp tuyến, vậy AD có phải là dây cung không? Quan sát cho hình vẽ, chúng ta thấy AD chưa phải là dây cung. À, bây giờ chúng ta phải tìm cách giúp AD liên quan tới dây cung của đường tròn. À, bằng cách là kéo dài AD cắt đường tròn tâm O tại một điểm, đó là điểm E. Thì lúc đó góc SAD của mình là góc tạo bởi tia tiếp tuyến AS và dây cung AE, trắng cung AE màu xanh đậm như trên hình vẽ. À, vậy theo kiến thức chúng ta đã học, nó bằng một nửa số đo cung AE. Vậy là chúng ta đã tìm được góc SAD.
Vậy bây giờ con góc SDA thì sao? Quan sát trên hình vẽ. Nhờ hồi nãy xuất hiện điểm E thì chúng ta phát hiện ngay góc SDA là góc có đỉnh nằm trong đường tròn chắn hai cung là cung AB và cung EC. Đúng không nào? Rồi, chính xác, chắn hai cung AB và EC. Vậy theo kiến thức đã học, nó sẽ bằng nửa tổng số đo hai cung này. Đây, bây giờ chúng ta đã tìm được hai góc này. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức. Chúng ta chứng minh hai cái góc này bằng nhau. Đây, bây giờ mình thấy góc SDA được viết dưới dạng là nửa tổng số đo của hai cung. Vậy bây giờ trên đây mình sẽ cũng cố gắng biến đổi nó thành nửa tổng số đo hai cung để dễ chứng minh. Rồi, thì chúng ta quan sát điểm B nằm trên cung AE. Vậy từ đó, theo bài học cũ, chúng ta sẽ có số đo cung AB cộng số đo cung BE sẽ bằng số đo cung AE. Vậy từ đó, chúng ta sẽ chuyển qua số đo của góc SAD sẽ bằng một nửa tổng số đo của hai cung AB và BE. Rồi, giờ quan sát hai cái góc mới chúng ta mới vừa biến đổi xong. Thì chúng ta thấy hai cái tổng này có cùng số đo cùng AB. Rồi, vậy bây giờ hai góc này cũng bằng nhau. Thì phải chứng minh hai cái số đo màu đỏ này bằng nhau. Đây, bây giờ số đo cung BE bằng số đo cung EC. Và nhìn trên hình vẽ chúng ta thấy hai cung này cùng nằm trên đường tròn tâm O. Thì theo kiến thức đã học, chúng ta đã học rồi. Hai cung bằng nhau thì có số đo cung bằng nhau. Vậy bây giờ muốn chứng minh số đo cung BE bằng số đo cung EC, chúng ta phải chứng minh cho được cung BE và cung EC bằng nhau. Thì liên hệ với bài các loại góc với đường tròn, chúng ta có một hệ quả. Các góc nội tiếp bằng nhau, chắn các cung bằng nhau. Vậy ở đây chúng ta có cung BE bị chắn bởi góc nội tiếp BAE. Cung CE bị chắn bởi góc nội tiếp CAE. Vậy hai cung này muốn bằng nhau thì hai góc nội tiếp BAE và CAE phải bằng nhau. Vậy bây giờ chúng ta kiếm coi có giả thiết nào giúp chúng ta có được hai góc đó bằng nhau hay không. Thì trên đề bài chúng ta còn có tia phân giá của góc BAC, đó là AE. Rồi, vậy từ đó chúng ta có được góc A1 bằng góc A2. Mà hai góc này là hai góc nội tiếp của đường tròn tâm O, dẫn đến hai cái cung bị chắn là cung BE và cung EC bằng nhau. Mà hai cung này bằng nhau dẫn đến số đo bằng nhau. Vậy chính xác, từ giả thuyết AE là phân giác của góc BAC, chúng ta đã chứng minh được số đo cung BE bằng số đo cung EC. Mà nếu như vậy thì chúng ta kết hợp ba điều này lại, chúng ta sẽ có được hai góc này bằng nhau. Mà nếu hai góc này bằng nhau thì dĩ nhiên tam giác SAD sẽ cân tại S và từ đó dẫn đến SA bằng SD. Thì ở bài này cái khó của mình là người ta giấu điểm E và chúng ta đã phân tích và tìm ra được điểm E. Vậy muốn giải bài này đầu tiên chúng ta phải gọi E là giao điểm của tia AD và đường tròn tâm O. Sử dụng giả thuyết AE là tia phân giác của góc BAC, chúng ta có được góc A1 bằng góc A2. Từ đó dẫn đến hai cung bị chắn là cung BE và cung EC bằng nhau. Do đó, số đo cung sẽ bằng nhau như điều số 1. Đây, chúng ta lại có góc SAD là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Do đó, chúng ta có kết quả thứ 2. Và góc SDA là góc có đỉnh ở trong đường tròn, là chúng ta có kết quả thứ 3. Kết hợp 3 kết quả này, chúng ta có được hai góc SAD và SDA bằng nhau. Mà nếu như vậy thì kết luận được tam giác SAD cân tại S, mà cân rồi thì dẫn đến hai cạnh bên sẽ bằng nhau là SA bằng với SD. Vậy là ở bài này chúng ta đã vận dụng kiến thức góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc có đỉnh ở trong đường tròn để chứng minh được nó. Kết hợp với cái hệ quả các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. Đây, đó là nội dung của bài số 3. Bây giờ chúng ta qua bài số 4. Bài số 4 là bài 41 trang 83 sách giáo khoa. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ hai các tuyến ABC và AMN. Sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại một điểm S nằm bên trong đường tròn. Chứng minh góc A cộng góc BSM
bằng 2 lần góc CMN. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành vẽ hình và chứng minh. Đây, 5 giây để kiểm tra tất cả những giả thiết có khớp với hình vẽ hay không. Rồi, 5 giây hết. Vậy là hình vẽ và giả thiết khớp đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích để tìm lời giải của bài này. Đầu tiên, chúng ta quan sát coi góc A trên hình vẽ của mình là góc gì. Đây, góc A trên hình vẽ của mình. À, góc A trên hình vẽ của mình là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. Và góc này nó sẽ chắn hai cung CN và BM. À, đúng không? À, mà góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn thì nó có tính chất gì? Nó sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung mị chắn. Rồi, vậy là nó sẽ bằng nửa hiệu số đo hai cung CN và BM. Rồi, xong góc A. Bây giờ mình qua góc BSM. À, góc BSM dễ nhận thấy nó là góc có đỉnh ở trong đường tròn. Chắn hai cung là cung CN và cung BM. Vậy, theo kiến thức mình đã học, nó sẽ bằng nửa tổng số đo hai cung mị chắn. Rồi, góc thứ hai xong. Rồi, bây giờ mình tìm góc thứ ba, góc CMN. À, góc CMN cho hình vẽ của mình là góc nội tiếp chắn cung CN. Rồi, chỉ là góc nội tiếp, mình đã học rồi, bằng nửa số đo của cung mị chắn. Rồi, chúng ta đã tìm được ba góc này rồi. Rồi, giờ đề bài yêu cầu chứng minh góc A cộng góc BSM bằng 2 lần góc CMN. Vậy bây giờ mình thử cộng hai cái góc này lại. Đây, thử cộng hai góc này lại. Đây, cộng. Đây, 1 phần 2 ở trên nhân vô. 1 phần 2 ở dưới nhân vô. Cộng lại. Đây, cộng lại thì chúng ta phát hiện trừ 1 phần 2 số đo cung BM và cộng 1 phần 2 số đo cung BM. Cộng lại. Hết. Một nửa số đo cung CN cộng với một nửa số đo cung CN. Thì ra số đo cung CN. Đúng rồi. Được chưa? Rồi, kết hợp cái giả thiết dưới này. Góc CMN bằng 1 phần 2 số đo cung CN, mà trên đây thì là bằng số đo cung CN. Vậy có phải là góc A cộng góc BSM bằng 2 lần góc CMN không? Đúng không? Rồi, vậy ra bài số 4 này rất là đơn giản, hoàn toàn không có dấu gì hết, mà chúng ta nhận ra các góc có sẵn trên đường tròn. Rồi, chúng ta tiến hành giải. Đây, góc A là như vậy. Góc BSM. Rồi. Đúng nè. Rồi, chúng ta cộng lại. Vậy là góc A cộng góc BSM sẽ bằng số đo cung CN. Mà góc CMN thì bằng một nửa số đo cung CN. Rồi, kết hợp lại với góc A cộng góc BSM bằng 2 lần góc CMN. À, vậy là ở bài số 4 này chúng ta đã sử dụng các góc. Góc có đỉnh ở ngoài đường tròn, góc có đỉnh ở trong đường tròn và góc nội tiếp để giải quyết nó. Vậy là qua 4 bài tập này chúng ta đã biết cách vận dụng các hệ quả, các định lý của các góc với đường tròn vào việc giải bài tập. Thì thầy mong sau này khi mấy em quen rồi thì mấy em sẽ nhận ra các góc này. Và sau này những bài tập nó sẽ khó hơn, nó giấu nhiều hơn và chúng ta phải bình tĩnh phát hiện ra các góc đó để chứng minh. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các em và hẹn gặp lại. Chúc các em luôn dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn bình an.